À, xin kính chào quý anh chị đang theo dõi chương trình mua bán ô tô xe hơi. Thì hôm nay em xin mời quý anh chị hãy cùng đến với cửa hàng chúng em. Thì chiếc xe hôm nay em giới thiệu đến quý anh chị, đây là chiếc Mercedes-Benz E250 phiên bản được sản xuất vào năm 2015. Thì chiếc xe này em đang bán hiện tại là với cái mức giá là 1.025.000.000 đồng. Thì tất nhiên giá bán sẽ đi kèm với chất lượng. Thì xin mời quý anh chị hãy đi cùng với em để có thể hiểu rõ hơn về chất lượng của chiếc xe, xem chiếc xe có thực sự là xứng đáng với mức giá là 1.025.000.000 đồng không ạ. Thì xin mời quý anh chị hãy đi cùng với em. Em sẽ đi một vòng quanh xe, quý anh chị có thể ngắm nhìn em nó. Thì chiếc xe này sở hữu ngoại thất màu trắng, trắng kem. Em sẽ đi một vòng quanh xe để quý anh chị có thể hiểu rõ hơn về chất lượng nước sơn của chiếc xe. Chiếc xe này thì ngoại thất được sử dụng là được sở hữu ngoại thất màu trắng, trắng ngọc trinh nữa, trắng mút, rất là đẹp. Kết hợp cùng với cả phần nội thất là màu đen, vô cùng sạch sẽ. Xe thì được sử dụng lốp Michelin hoàn toàn ạ. Đó, vành thì là vành AMG hết rồi. Để mà nói ra là chiếc xe này form thì là form đời cũ. Nhưng thực sự là cái form xe này, cá nhân em thấy nó vẫn là cái form xe rất là trường. Đến giờ này nhìn vẫn đẹp, mê hồn, không chê vào đâu được. Có nhiều anh chị em là cũng tâm sự và bảo là cái form thiết kế của Merc đời này vô cùng đẹp, mà không hiểu sao Merc lại thay đổi ở form đời sau. Và tất nhiên thì là mỗi người có một cái góc nhìn, mỗi người có một cái sở thích thôi ạ. Cá nhân em thì em cũng thích, rất thích cái form xe đời này. Hệ thống ở dưới, phía dưới thì có lốp treo và các cái bộ tun phụ kiện của chiếc xe thì vẫn còn nguyên bản hết ạ. Xe thì anh chủ rất là giữ, thực sự là mở ngay cái phần cốp của chiếc xe em đã thấy rất là thơm rồi. Xe này em cũng về em cũng spa, tất nhiên là cũng có sơn tiểm một chút phần quay cản nhẹ nhàng thôi. Đó, còn lại thì là nước sơn zin của chiếc xe thì em dám khẳng định là nó lên đến hơn 90% nước sơn zin của chiếc xe này. Xe sở hữu phần nội thất màu đen nhé, nhưng mà đen khi quý anh chị nhìn ở trên, ở bên ngoài ấy, nó hơi ngả xanh, rất lạ. Đen nhưng mà nó không đen hẳn, rất đẹp. Hàng ghế sau thì đây ạ, ghế của xe thì em cũng đã spa, nên quý anh chị nhìn spa đánh cái phần da của nó vẫn bóng loáng. Nhưng mà tất nhiên là có đánh thế nào cũng không thể nào mà bằng được cái không thể nào mà ví dụ cái bộ ghế của mình mà cũ quá thì cũng đánh không lên được. Nhưng mà ghế của chiếc xe thì thực sự rất mới, cho nên chỉ cần spa vệ sinh lại phần nội thất thôi nó đã rất là đẹp rồi, căng bóng luôn. À, phía đằng sau thì cũng đã có đầy đủ cửa gió điều hòa hai vùng độc lập nhé, chỉnh nhiệt độ phía đằng sau được ạ. Xe cũng đã được trang bị cửa nóc. Một cỗ xe Đức, xe Đức chiến đấy. Xe thì hiện tại đang dừng lại ở số km là hơn 10 vạn km. Chính xác hơn là 104.872 km. Đó. Với một mẫu xe mà cũng là 7 năm tuổi thì phần odo như thế này là cũng xứng đáng rồi ạ. Quan trọng là 10 vạn km nhưng mà quý anh chị cứ nhìn này, chăm rất kỹ. Mà xe thì phần nội thất còn rất mới ấy. Thậm chí đến cả vô lăng của chiếc xe, xe cũng đã được anh chủ cũ bọc vô lăng hết, cho nên là không có phần xước xác cũ mềm gì, không có hiện tượng cũ theo thời gian. Vô lăng rất đẹp. Cái vỏ vô lăng em còn vẫn đang để sau cốp đấy ạ. Ngồi vào chiếc xe này với hệ thống, nhìn cái hệ thống táp lô của chiếc xe vô cùng sang chảnh. Đồng hồ cơ học rất đẹp luôn. Chiếc xe này là một trong những chiếc xe mà đến giờ này với mức giá là 1.020.000.000 là rất xứng đáng để sở hữu. Cá nhân em cho thấy xe thì cũng có ghế chỉnh điện 3-4 vị trí nhớ. Cần số vô lăng cũng là chỉnh điện nâng hạ đầy đủ hết rồi. Cần số ở trên vô lăng, ở hàng ghế phụ của hàng ghế người ngồi thì chiếc xe thì
rất mới. Cũ nhất thì cũng chỉ là hàng ghế lái thôi, chứ còn hàng ghế phụ thì rất rất mới luôn. Cũng không hiểu anh chủ xe này chăm sóc kỹ mức như thế nào mà sự là còn chăm kỹ hơn cả salon. Rất mới luôn. Mọi chức năng, mọi các cái nút đều như lúc ban đầu. Thậm chí những cái nút này không, em chiếu đèn lên luôn này, không có hiện tượng là sờn cũ theo thời gian. Cảm giác như anh không sử dụng bao giờ luôn. Những cái nút này không bao giờ động vào. Nghe gọi hay là nút này em xin dám khẳng định là đây cũng là một trong những chiếc xe đẹp nhất nhì mà em đã từng mua được ở phiên bản E 2015 này. Em sẽ tiếp tục đi đến với ở cái phần động cơ của chiếc xe nhá. Đó, tiếng cửa bật cái rất là chắc. Em buôn bán thì cũng là vì đam mê nữa, cho nên là những chiếc xe em rất thích những chiếc xe Đức, vì là các cái chi tiết cơ khí của chiếc xe thực sự là rất là chất lượng, chạm vào thôi đã cảm thấy đã rồi. Em tự tin với chiếc xe này. Quý anh chị hãy mua về, trước khi mua quý anh chị hãy mang đi chiếc xe, hãy đến tận đại lý chính hãng của Mercedes-Benz để có thể check về lịch sử của chiếc xe cũng như là check về đâm đụng ngập nước. Em dám khẳng định 100% là những cái gì em nói là chuẩn, vì thường thì bọn em cũng bỏ tiền ra là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi bọn em mua một chiếc xe về thì cũng không phải một mình em xem, không phải một mình em check chiếc xe này, mà em cũng cho ra xưởng của nhà gia đình, chừa xưởng của mình, cũng như là cho rất nhiều thợ kinh nghiệm lành nghề check về chất lượng của chiếc xe. Thì xong rồi em mới mua và đưa ra thị trường, mới mời đến quý anh chị đến kiểm tra check. Đó. Thì em xin nhắc lại, chiếc E250 được sản xuất vào năm 2015, đang sở hữu ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen. Số km đã chạy là hơn 10 vạn km, đang được em bán với mức giá là 1.025 triệu đồng. Và tất nhiên là giá là em có thương lượng. Và thương lượng đến đâu thì xin mời quý anh chị hãy liên hệ giúp em để số điện thoại em để ở phía dưới. Em xin chúc anh chị một ngày tốt lành. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi chương trình.